Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, như vậy là sau lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 thì FIFA ấn tượng rất mạnh với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Dù không có được đội hình mạnh nhất khi mà Tuấn Anh và Công Phượng gặp chấn thương, đồng thời phải thi đấu ở trên sân khách, song đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay và đánh bại đội bóng xứ sở Vạn Đảo với tỷ số đậm 3-1 với những pha làm bàn của Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh. Với chiến thắng này trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 của bảng G, cùng điểm và thua kém chỉ số phụ trước đội tuyển Thái Lan, đồng thời nhận được 700 triệu đồng tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. FIFA cũng ấn tượng mạnh với chiến thắng của Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận thứ 3. Trang chủ của FIFA cũng có bài viết miêu tả chiến thắng của Việt Nam trước Indonesia. Đội khách vẫn còn nguyên hy vọng khi mà bằng điểm số với đội nhất bảng là Thái Lan và chỉ kém hơn về hiệu số bàn thắng. Bàn gỡ muộn của Indonesia hoàn toàn là vô nghĩa bởi họ đã hết cơ hội khi không có điểm nào sau nửa chặng đường của vòng loại. Ở trận này, Việt Nam đã ghi 3 bàn do công của Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh. Bàn gỡ duy nhất của Indonesia đến từ những phút cuối cùng của trận đấu do công của cầu thủ vào thay người là Ifan Bachdim. Một đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan cũng đã có chiến thắng bất ngờ trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. FIFA nói rằng Thái Lan đã gia tăng sự kịch tính cho bảng G khi chặn đứng đà thăng hoa của UAE. Terasin Dangda và Ekanit chính là những người đã lập công giúp cho đội nhà lấy trọn vẹn điểm số và lên ngôi đầu bảng. Với tình hình hiện tại thì Indonesia và Malaysia chính thức hết cơ hội. Cuộc cạnh tranh cho tấm vé vào vòng loại thứ 3 bảng G giờ chỉ còn là cuộc chơi của Việt Nam, Thái Lan và UAE. Theo lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với UAE ở trên sân Mỹ Đình vào ngày 14 tháng 11. Sau đó 5 ngày thì đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tái đấu với Thái Lan ở trận đầu tiên của trận lượt về. Nếu tiếp tục giành trọn vẹn 3 điểm ở 2 trận đấu trong tháng 11 tới, thì đội tuyển Việt Nam sẽ lên vị trí dẫn đầu bảng G bất chấp kết quả của các cặp đấu còn lại, đồng thời có cơ hội lớn để giành vé vào vòng loại thứ 3. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia tại lượt đấu thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra hôm 15 tháng 10. Nó giống như thể là rồng vàng Việt Nam đã nhấn chìm Indonesia tại Bali. Một chiến thắng phải nói là ấn tượng đến từ đấu pháp hợp lý, sự kết dính ở trong lối chơi, phong độ tốt của mọi vị trí và những đòn đánh thật bất ngờ, giàu sức nặng của đội tuyển Việt Nam. So với trận thắng đội tuyển Malaysia 5 ngày trước đó, đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam có hai thay đổi đáng chú ý, đó là Tiến Linh thay cho Công Phượng ở trên hàng công, đóng vai trò mũi nhọn ở phía trên, chơi thấp hơn phía sau là Quang Hải và Văn Toàn. Trong khi ở hàng tiền vệ thì Đức Huy thế chỗ cho Tuấn Anh do Tuấn Anh bị chấn thương. Mặc dù phải thi đấu ở trên sân đối phương nhưng mà đội tuyển Việt Nam đã dâng cao đội hình và chủ động tổ chức tấn công ngay từ đầu trận. Tuy nhiên các tuyển thủ của chúng ta không tỏ ra vội vã trong các tình huống xử lý mà tạo nên nhịp điệu vừa phải và chắc chắn bên phần sân của đối phương, vừa đủ để tạo sự áp chế về thế trận. Nhằm tạo thêm sự đột biến, các tuyển thủ Việt Nam cũng được khuyến khích sút xa khi mà có cơ hội và Văn Hậu và Trọng Hoàng đã hai lần thực hiện điều này. Phía bên Indonesia cũng nhập cuộc một cách khá thận trọng, truyền ban nhỏ ở khu vực giữa sân rồi mở bóng sang hai biên trước khi tìm cách đưa bóng vào trung lộ cho mũi nhọn tấn công là Beto Goncalves, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil. Tuy nhiên, đa số những tình huống phối hợp hoặc là truyền bóng sau cùng của họ đều không tới được vị trí của tiền đạo nhập tịch này. Không chỉ có những cú sút xa, đội tuyển Việt Nam còn chơi đòn độc trong dàn xếp tình huống cố định. Đó là cú đá phạt của Quang Hải treo bóng về cột xa nơi người đồng đội của anh ở câu lạc bộ là Văn Hậu đã đón sẵn. Văn Hậu bật cao đánh đầu cắm xuống, vừa đủ để Duy Mạnh áp sát và đệm bóng vào lưới. Bàn mở tỷ số của đội tuyển Việt Nam quả thực là đã gây choáng váng cho hàng thủ của đội bạn, để rồi họ tiếp tục bộc lộ những sai số. Suýt chút nữa thì Quang Hải đã có thể nâng tỷ số lên 2-0 chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số của Duy Mạnh sau pha đột phá và cú tỉa bóng chính xác của Văn Toàn. Phần sau của hiệp 1 là thế trận Indonesia cố gắng dâng cao để tấn công, nhưng đa phần các tình huống lại bị chặn đứng bởi sự bọc lót nhịp nhàng của đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, trong một pha phản công nhanh, các cầu thủ của chúng ta lại có thêm cơ hội từ quả chuyền bóng chiến thuật của Quang Hải ra sau lưng hàng thủ của đối phương cho Tiến Linh.
Một thế trận chắc chắn tiếp tục được đội tuyển Việt Nam duy trì ở trong hiệp 2 trước cố gắng tấn công của đội chủ nhà. Hệ thống phòng ngự được tổ chức từ xa và gần như là không có kẽ hở ở khu vực 1/3 ở sân nhà nhờ sự bọc lót ăn ý. Bên cạnh đó, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo một mặt vừa lên bóng nhịp nhàng, vừa cũng rất biết tạo đột biến với những đòn đánh bất ngờ. Nổi bật trong số đó là tình huống dẫn bóng đột phá của Hùng Dũng buộc cho trung vệ của đội bạn phải phạm lỗi ở trong vùng cấm địa, đem lại quả penalty và đội trưởng Quế Ngọc Hải đã không bỏ lỡ nâng tỷ số lên 2-0. Dẫn trước hai bàn, có cảm giác là các tuyển thủ Việt Nam chơi bóng càng thanh thoát hơn, trong khi đội chủ nhà đã gần như là sụp đổ về tâm lý. Trong một tình huống phản đòn cực nhanh, Trọng Hoàng đã thực hiện truyền sâu để xé toang hàng thủ của đối phương đúng nhịp băng xuống của Tiến Linh. Mũi trung phong 22 tuổi đã không phụ niềm tin mà thầy Park đã dành cho anh, thực hiện cú dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0. Mọi thứ được thực hiện một cách nhịp nhàng như thể là được lập trình từ trước. Ở quãng thời gian còn lại của trận đấu, chất quái của thầy Park thêm một lần nữa được thể hiện trong cách mà ông tung Văn Thanh thay vào cho Tiến Linh và chơi như là một tiền đạo ảo. Chỉ trong ít phút thì Văn Thanh đã tận dụng được nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ của mình. Hai lần thực hiện những pha dẫn bóng đột phá khiến cho hàng thủ của Indonesia phải lao đao. Tuy nhiên chỉ một thoáng lơi lỏng của các trung vệ đội tuyển Việt Nam đã tạo ra cơ hội cho Indonesia có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của Ipfan Bachdim. Thôi thì đó cũng là một bài học quý về việc phải duy trì sự tập trung cao độ trước mọi đối thủ trong mọi bối cảnh. Thật tiếc là Hùng Dũng đã bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 4-0 ở những giây cuối cùng của trận đấu trong tình huống sút phạt penalty. Nhưng dù sao đây cũng là kết quả ấn tượng và xứng đáng cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhìn lại 5 ngày trước, trận thắng trước đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình làm bùng nổ một cuộc tranh cãi xem là liệu chiến thắng ấy của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thực sự là xứng đáng hay không. Dù cuối cùng cũng công nhận chiến công ấy là xứng đáng, song chuyên gia bóng đá Seth Bising của tờ Fox Sports Asia cũng có nhận định rất đáng suy nghĩ là ở trận này thì chỉ có Quang Hải chơi đúng đẳng cấp. Nếu anh ấy đá cho Malaysia thì có lẽ là 3 điểm đã thuộc về đội khách rồi. Nhưng đến chiến thắng trước Indonesia ngay tại Bali thì chẳng còn ai phải mất công tranh cãi xem là chiến thắng ấy liệu có xứng đáng nữa hay không, bởi nó chẳng khác nào màn tra tấn đối phương của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, và nó là minh chứng rõ nhất cho việc đội tuyển Việt Nam có quyền mơ cao hơn ở đấu trường World Cup, bởi ngay giờ đây họ đang nắm trong tay đủ cả thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa. Nhân hòa ư, Quang Hải chính là người chơi hay nhất, góp công lớn nhất ở bàn mở tỷ số, cũng như là mở toang luôn cánh cửa chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Nhóm các cầu thủ Hà Nội đã cho thấy đẳng cấp và sự ăn ý thế nào. Trọng Hoàng chính là người đã kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, còn Quế Ngọc Hải thì đã đích thực là một thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn của đội tuyển Việt Nam. Nhưng đáng nói nhất phải nói đến Tiến Linh. Rất nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng thầy Park sẽ cho các học trò của mình chơi phòng ngự phản công. Nhưng không, với việc tung Tiến Linh vào sân ngay từ đầu, ông thầy người Hàn Quốc đã khẳng định luôn lối chơi tấn công áp sát trước đối thủ được đánh giá là kỵ dơ và khó nhằn ở ngay trên sân khách. Nếu như Công Phượng hay là Anh Đức có thể đóng ở vai trò tiền đạo mục tiêu, thì với Tiến Linh, ông Park khẳng định ông chơi tấn công tuyệt đối. Bởi Tiến Linh chính là vua dứt điểm một chạm của bóng đá Việt Nam. Mùa giải 2018, Tiến Linh là vua phá lưới nội của V-League với 15 bàn thắng. 15 bàn thắng ấy, tiền đạo này chỉ dùng tổng cộng có 21 chạm, trong đó 13 bàn thắng đến từ những cú dứt điểm một chạm. Và cú ra chân tốc mặt của thủ thành Indonesia chính là lời khẳng định của Tiến Linh rằng đội tuyển Việt Nam không thiếu chân sút, không thiếu tiền đạo và huấn luyện viên Park Hang-seo không hề bị phụ thuộc vào Công Phượng hay là Anh Đức. Song song với trận chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại Bali thì trên sân Thammasat, đội tuyển Thái Lan cũng có trận thắng cực kỳ ý nghĩa trước ông kẹ của bảng G, đó là UAE. Dẫu cho là trận thắng 3-1 trước Indonesia là chưa đủ để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tạm ngồi lên ngôi đầu bảng, nhưng ở trận thắng ấy của Thái Lan cũng đã đem lại sự thiên thời đầy ý nghĩa cho đội tuyển Việt Nam. Bởi UAE chính là đối thủ ở trận tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Trận thua trước Thái Lan chắc hẳn là ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của đội bóng Trung Đông. Ở trên sân Mỹ Đình vào tháng sau, chắc chắn là UAE sẽ ra sân với tâm thế là tìm kiếm một chiến thắng để cải thiện vị trí của mình. Và một đối thủ như thế lâu nay vốn cực kỳ là hợp khẩu vị với thầy Park, cũng như là lối chơi mà ông đã từng giúp cho các học trò của mình chơi cực kỳ nhuần nhuyễn. Một kết quả tốt trước UAE sẽ lại đưa đội tuyển Việt Nam vào tâm thế tự tin,
khi gặp lại đại kình địch Thái Lan. Trên sân Thammasat, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có được một trận hòa với Thái Lan. Và trên sân Mỹ Đình, một chiến thắng trước người láng giềng khó chịu sẽ không phải là một bài toán quá khó để thầy Park có thể giải bằng được. Thêm vào đó, việc được chơi ở cả hai trận đấu khó nhằn ấy trên sân Mỹ Đình vốn là thánh địa bất khả chiến bại của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo suốt 2 năm trời này sẽ đem lại lợi thế cực kỳ lớn cho đội tuyển Việt Nam. Quãng thời gian một tháng trước mắt là đủ để các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo rũ bỏ mệt mỏi sau một mùa giải căng thẳng. Với V-League sẽ kết thúc rất nhanh sau trận đấu này. Các cầu thủ của Hà Nội thì vốn là bộ khung của đội tuyển Việt Nam sẽ được phục hồi đầy đủ. Văn Hậu sẽ có thêm một tháng để hòa nhập và lĩnh hội thứ bóng đá đẳng cấp châu Âu. Bên cạnh đó, thầy Park sẽ có đủ thời gian để thử nghiệm các tân binh làm điểm tựa cho sự đột biến về mặt chiến thuật của mình. Giấc mơ được lọt vào vòng chung kết World Cup thực tế là vẫn cực kỳ xa vời đối với đội tuyển Việt Nam. Bản thân Thái Lan ở kỳ World Cup trước, dù lọt đến được đến vòng loại thứ 3 thì họ cũng bị bật bãi thê thảm với 10 trận đấu mà thua đến 8 và chỉ hòa có 2 trận. Nhưng nếu vượt được qua Thái Lan và UAE để góp mặt ở vòng loại cuối cùng này thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có được sự cọ sát đầy ý nghĩa với những đội bóng hàng đầu châu lục. Kinh nghiệm ấy sẽ là hành trang quý giá cho các tuyển thủ trên con đường chinh phục vòng chung kết World Cup ở trong tương lai. Đã bao giờ bóng đá Việt Nam dám mơ đến giấc mơ ấy đâu? Và giờ là lúc phải mơ cao rồi. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.